những hình ảnh này mới thấy tại sao các thầy cô của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa và trường Đào tạo Hải Phòng luôn được yêu quý và hâm mộ như vậy. Đối với các học viên, cựu học viên Hải Phòng và các sinh viên SciTech, các thầy cô đã và đang là những ngọn đèn soi sáng, đem đến kiến thức và nhiều bài học về cuộc sống sâu sắc. Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển, Hải Phòng Group đã và đang mở rộng mạng lưới giáo dục đào tạo gắn liền với việc làm được triển khai sâu rộng. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa được thành lập từ năm 2008. Đến năm 2019, trường chính thức trở thành thành viên trực thuộc của Hải Phòng Group, đánh dấu cho bước phát triển và hội nhập. Đến nay, trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như mở rộng đa dạng ngành nghề đào tạo theo hướng tích hợp tiên tiến, nâng cao, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng giảm lý thuyết hàn lâm, tăng thời lượng thực hành nghề nghiệp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm từng bước được đồng bộ, hiện đại, phục vụ đào tạo và các hoạt động của nhà trường. Thực hiện tốt việc tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm của nhà trường đến hiệu quả cuối cùng là việc làm cho sinh viên. Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ phục vụ trong công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng hành cùng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa trong hệ thống giáo dục của Hải Phòng Group, đó là trường đào tạo Hải Phòng. Minh chứng cho định hướng đào tạo gắn liền với việc làm là bước đi đúng đắn. Hiện nay, trường đã có mặt tại 3 vùng miền trên cả nước, bao gồm Hà Nội, Huế và Cần Thơ. Trong đó, tập trung liên kết hợp tác với các cơ sở giáo dục trọng điểm của khu vực trở thành cầu nối, địa chỉ đáng tin cậy cho các bạn trẻ muốn học tiếng Nhật. Các bạn sinh viên có trình độ đại học cao đẳng trên cả nước có cơ hội tham gia các chương trình làm việc tại Nhật Bản. Sự phát triển 11 năm qua của hệ thống giáo dục Hải Phòng Group ghi dấu công lao, sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô, đội ngũ những giáo viên tràn đầy nhiệt huyết. Ngoài những kiến thức, bài học mang đến cho học viên, sinh viên, họ còn là những người truyền cảm hứng, mang lại năng lượng tích cực cho các bạn. Thì sau 8 năm tức là đã có rất là nhiều những sự thay đổi, đặc biệt là chương trình đào tạo đã được thay đổi rất là mới. Cũng giống như đội ngũ cán bộ nhân viên với phòng đào tạo, đó là các giáo viên đã được thay đổi rất là nhiều. Ban quản lý đã được chuyên nghiệp hơn về trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cũng đã được thay đổi, trang bị rất là đầy đủ để phục vụ cho cái công tác giảng dạy. Và đặc biệt hơn là số lượng ở trong học viên bây giờ là đã thay đổi rất là nhiều trong cả 3 vùng miền. Hiện tại như bản thân tôi quản lý cả 3 vùng miền là hơn 1.000 học viên. Vâng, nhân dịp ngày 20 tháng 11 thì tôi xin chúc đến tất cả các thầy cô trên mọi miền của Tổ quốc nói chung và đặc biệt là các thầy cô trong Hải Phòng Group 3 miền nói riêng một lời chúc sức khỏe và thành công. Với các bạn trẻ ở thành phố lớn bây giờ thì cái việc mà thay đổi công việc thường xuyên thì cũng không phải là quá xa lạ. Và có những bạn mà đi làm việc 3 năm nhưng mà kinh nghiệm làm việc thì có thể đến 4 đến 5 năm công ty khác nhau. Đối với bản thân tôi thì vào Hải Phòng từ năm 2013 đến bây giờ là được 7 năm. Dù khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng mà cũng để lại cho tôi những cái tình cảm nhất định. Bởi nơi đây tôi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cũng như là tất cả mọi người đều chung một cái ý hướng, cùng đưa con tàu Hải Phòng vượt ra biển lớn. Trong năm đào tạo ở đây thì tôi cũng đã tiếp nhận khoảng trên 1.000 em sinh viên và hiện tại các em đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Và có những lý do riêng mà trước khi sang Nhật làm việc mà tôi cũng có những học viên mà tôi không thể gặp trực tiếp để tạm biệt được thì chỉ nhận được những dòng chữ viết vội của các em. Cô ơi, em đi đây, em sang đất nước mọc trời mọc, cô ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Thực sự tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và ngoài ra thì có những tin nhắn, mặc dù là khoảng cách khá là xa nhưng mà tôi vẫn nhận được những tin nhắn từ các em là cô ơi, em đỗ năng lực tiếng Nhật rồi. Cô ơi, em hiện tại em là chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Em cũng đã mở công ty được mấy năm rồi cô ạ. Thì đấy là thực sự là những cái món quà mà đối với người giáo viên của tôi thì thực sự là rất là lớn lao. Tuy công việc của tôi thì chỉ đóng góp những sự nhỏ, một cái sức nhỏ thôi, nhưng mà lại đem lại cái thành quả lớn, những cái cơ hội sau này cho các em học sinh, sinh viên.
đội ngũ giáo viên với sức trẻ và đầy nhiệt huyết thì luôn mong muốn là sẽ truyền cảm hứng học tập tốt nhất đến các bạn sinh viên. Và ngoài những cái giờ học trên lớp ra thì các bạn còn được các thầy cô sẽ là chia sẻ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm được đúc rút từ thực tế để hy vọng rằng các bạn sẽ có cái định hướng tốt hơn ở trong tương lai. Thềm 20 tháng 11 thì xin chúc toàn thể các thầy cô giáo CTech nói riêng và toàn thể các thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc lời chúc sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay. Lần đầu tiên tiếp xúc với các bạn sinh viên của trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa CTech, mình cảm thấy các bạn trẻ ở đây rất là hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Các bạn luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ cũng như là sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới. Ngoài tiếng Nhật ra thì những trải nghiệm về văn hóa, về con người Nhật Bản mà mình có được, mình cũng mong muốn rằng là hàng ngày có thể truyền tải tới cho các em. Nhân đây, Ngày Nhà giáo Việt Nam xin gửi lời chúc tới các quý thầy cô, những người luôn mang kiến thức để tạo tiền đề thành công cho giới trẻ thật là nhiều sức khỏe. 20 tháng 11 luôn tràn đầy nhiệt huyết. Ngày đặc biệt với các thầy cô giáo nói chung và các thầy cô Hải Phong Group nói riêng. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tất cả học viên, cựu học viên Hải Phong và sinh viên CTech xin gửi tới thầy cô những chia sẻ và lời chúc của mình. Hồ Chí Minh, NT7C1, NT9C1, NT9C2, NT10C1, Hải Phòng, Cần Thơ. Kính chúc quý thầy cô 20 tháng 11 dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thay mặt các bạn học viên trường đào tạo Hải Phòng, em xin gửi tới thầy cô lời chúc luôn thành công trong cuộc sống và tiếp tục con đường dìu dắt chúng em. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các quý thầy cô và xin chúc các thầy cô có một ngày lễ thật vui vẻ và ý nghĩa, luôn có nhiều sức khỏe và nhiệt huyết trong sự nghiệp chồng người của mình ạ. Nhân Ngày 20 tháng 11, em xin chúc các quý thầy cô hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý thầy cô đã và đang dìu dắt chúng em trong quá trình học tập tiếng Nhật của mình. Ông bà ta có câu, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chứ đừng nói gì những người thầy, người cô đã cho em rất nhiều những kiến thức. Không chỉ là tiếng Nhật mà còn là những hành trang vô cùng quý báu, là một cái nền rất vững để có thể tạo nên một nhân của bây giờ. Cho nên, nhân ngày 20 tháng 11 không có gì hơn, em xin gửi đến với thầy cô Hải Phong nói riêng, đến tất cả quý thầy cô của Việt Nam nói chung một lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc cho những người lái đò thầm lặng thật nhiều sức khỏe, mạnh mẽ, vững niềm tin để đưa thật nhiều con đò sang sông nữa. Và em cũng muốn nói là các thầy cô hãy tin rằng ở một nơi nào đó, các học trò của mình đã ngày đêm cố gắng, nỗ lực không ngừng để mang lại cho các thầy cô một niềm tự hào mang tên. Đấy, học trò của tôi á. 11 năm qua, biết bao thế hệ học viên, sinh viên đã hiện thực hóa được giấc mơ của mình nhờ vào các thầy cô. Và 11 năm chặng đường phát triển của Hải Phong Group cũng ghi dấu công lao, sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin gửi lời cảm ơn tất cả các thầy cô đã đồng hành, là người chỉ đường, gần gũi và yêu thương của tất cả các thế hệ trường đào tạo Hải Phong và sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa. Chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trên con đường giảng dạy của mình. Yeah!